đình mình chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay thời tiết ở quê mình lạnh quá cả nhà ơi. Hai vợ chồng thì cũng đổi gió đi, thường thì đi chợ Sóc Giang. Bữa nay hai vợ chồng đổi gió đi chợ Gò Quao. Thì chợ Gò Quao thường thì có bán tôm sông nhiều, giống như ý đồ hai đứa đi chợ nè. Thì có mua được mớ tôm sông. Tôm sông này tí nữa thì Băng sẽ nấu canh chua. Còn bên đây thì mình có mua được một ít, cái này là cá sặc gần. Sặc gần thì kho tiêu. Bữa nay mình sẽ ăn cơm sáng là canh chua cá kho tiêu nha cả nhà. Canh chua nóng hấp hấp đi ha. Canh chua lạnh quá rồi thêm cái nước ngập nữa. Mấy con tôm sông này hồi sáng là mình đi chợ mà có mấy con nhỏ nhỏ vừa ăn lắm, nhưng mà em đi trễ á, rồi cái cô kia mua hết trơn rồi. Còn cái này thì bự hơn. Bự thì thường thường tôm mà lỡ bự nó ngon, nhưng mà em thích nấu canh chua á, thì em thích mấy cái con nhỏ hả? Dạ, để nguyên con vậy đó, nó được nhiều con. Tươi, còn sống nè. Thịt luôn à. Dạ, sống luôn đúc. Hồi sáng là sống hết luôn, nhưng mà bây giờ thì chắc cũng có một số con nó chết rồi. Dạ. Mà đa phần đó là tôm này là tôm sống không à. Ngon ngon không à. Nhảy luôn trời. Con tôm này mà cắt đầu xong rồi nó vẫn còn nhảy. Dạ. Ôi da, nó kẹp em luôn. Ôi da. Nó mạnh lắm á. Mạnh lắm. Dạ. Rồi thôi. Tên ơi. Tôm còn sống nè con. Cứ tin. Cô Tiên bữa nay ở trong chòi ngồi chơi đồ chơi rồi. Thì bây giờ mọi người sẽ bắt đầu làm đồ ăn cơm sáng nha cả nhà. Chương trình gặp nhau cuối tuần của gia đình Một Thoáng Quê Hương hôm nay thì sẽ có hai buổi. Buổi sáng mình sẽ ăn cơm lành mạnh là canh chua cá kho. Chiều. Dạ, hứa hẹn với cả nhà ở video sau là buổi chiều thì gia đình sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để làm xương xương. Hồi từng rồi là có hứa với gia đình mình đó là từng này làm xương xương đó anh Tiến. Đúng rồi. Có cồng chiên luôn á. Bữa nay nếu mà có cơ hội mà lân lân thì mình sẽ giao lưu cồng chiên, hát với nhau, chương trình hát với nhau cuối tuần luôn nghe Út. Bữa nay có ca sĩ ở Hậu Giang qua. Mình Bình Thuận Kiên Giang mình sẽ tiếp Hậu Giang chứ. Dạ. Sao vậy? Vậy là Út bài anh Tiến bài ha. Không, con đại diện cho Kiên Giang. Tại vì con hát hoài à, là khán giả biết rồi. Thôi cha kìa, để cha hát. Út bán cái quá. Út chơi bán cái không? Bán cái quá. Thì bữa nay tôm sông này thì mình sẽ nấu canh chua bông điên điển. Với lại nguyên liệu làm chua của mình hôm nay là mình sẽ nấu bằng me tươi nha cả nhà. Đây, mình có chuẩn bị một mớ me nữa. Bữa nay hấp dẫn đó chứ. Bữa nay mình ăn là toàn là nghe cái món ngây mùa, không món nào cũng ngây mùa hết chứ. Ngây mùa hả? Me nè, me da. Ngây mùa điên điển nữa. Nó bò luôn rồi trời. Dạ. Hai dạ. Con nó cắt cái râu nó còn nhảy luôn. Quá trời ngon rồi. Sặc gần này nè cả nhà, cái bụng mà nó mập gì thì cái cô bán nói là những con này là đều có trứng hết nè. Con này em nói mua nhiêu ký? Dạ em mua cái nào con người 90 ngàn anh. À 90 ngàn. 90 ngàn mà mua về làm khô được đó bằng ha. Làm khô dạ. Con Tết á. Dạ. Ăn à, khô có 1 ký 200 mấy thì tiền hay. 300 mấy lần nè. 200 mấy nè, cỡ này nè. Dạ. Bán 200 mấy. Mấy ký tươi được ký khô mấy? 2 ký rưỡi 3 ký. Mình nuôi chừng lỗ ha. Nuôi chừng lỗ. Hồi sáng là con thấy ba con tép bạc chứ trong trong đó không? Ừ. Cũng tươi trong vậy nè. Tính mua về là mắm tép. Bán lẻ mình làm. Ủa mà giờ này là mắm tép được chưa mẹ? Đâu có. Mắm tép là ăn Tết á. Tết này còn sớm. Đó mà còn 2 tháng nữa. 50 ngày nữa à. 50 ngày. Út sao mà Út còn nôn Tết dữ dằn vậy ta? À, không tiếng. Không nôn. Năm nay nôn Tết sớm mệt lắm. Năm đại dịch quá trời. Làm ăn mà chưa ổn lại ha anh Tiến. Mà nôn Tết sớm quá hơi mệt. Có Út Nhân thấy sao cũng khỏe nè. Hôm nay thì đi làm công việc bình thường ha Út Nhân. Dạ bình thường anh. Nào tới lương nhớ cho anh hay nha. Đặng bào kiếm có lương rồi đó. Có lương rồi đó. Có lương hả? À, thôi vậy tuần sau đi ha. Cái hình nhân nói tuần sau em về không được. Tuần sau chắc em có việc hả? Em có việc em qua quê em về không được. Không sao đâu, cưng có lương chung với chị Băng. Có chị Băng là đừng lo. Tuần sau về cũng làm kia con khỏi bỏ ra. Thì phía trước nè cả nhà thì Út Thiện với lại cha hôm nay cũng làm cái đường ra trước cửa nhà mồ, cũng nói chung là cũng gần hoàn thiện rồi. Thì cha cũng còn đang làm ngồi làm lặt vặt một số xung quanh để trồng thêm một ít cây kiểng xung quanh nhà mồ. Út Thiện thì có ý định đó là khi nào mà làm tương đối hoàn thiện xong á, cây thì mình sẽ trồng sau. Thì lót gạch đồ xong hết trơn thì Út cũng có làm một mâm cơm này kia nọ để mời ông bà người lớn đồ lại để mà như là mình làm xong cái phần nhà mồ cho ông bà đó sạch sẽ. Thì gia đình Một Thoáng Quê Hương cũng có ý định là sẽ làm lại một clip lưu lại cái kỷ niệm. Chiều nay thì
tin lì quá, chiều nay khỏi cho thằng tin cao kê, khỏi cho nhảy. Nhảy không tin. Còn có tiếp phụ ai đâu mà nhảy. Tin nó như đạn, nghiêng người như đạn luôn. Dạ. Hồi nãy là nói chiều nay gia đình sẽ tổ chức làm mấy món xương xương, cái cô tiên nói cho cô tiên nhảy hả bạn? Nhảy. Nhân bàn đi nha. Bàn guitar. Cái bữa nay đi quá, bữa nay mới về được tới nhà. Hôm nay kênh Một Khóm Quê Hương, Quang với Băng có công việc nhiều quá, thành ra là ra video nó cũng chưa có điều như lúc trước đây. Cả nhà thông cảm, ra video mới nhớ đón xem ủng hộ hai đứa nha. Bên đây thì bắt đầu Băng sẽ ướp cái phần cá sạch ra để tí nữa mình kho. Em kho tiêu thì em có cho hạt nêm, đường, bột ngọt, nước màu với miếng tiêu. Em trộn cho đều lên rồi em cho nước mắm vô sau. Dạ, dạ. Còn bữa nào tụi con đi làm đó sẵn chiến thì... Dạ. Dạ. Cha nói cái kênh về miền Tây á, đi chừng nào mà giáp Kiên Giang á là đi qua mấy tỉnh khác. Thế vậy Kiên Giang mình đi cũng còn nhiều lắm á. Đâu cách rồi đó. Mình còn đi làm một phần, với lại chưa có đi được. Cuối tuần về lại quê mà thời tiết se lạnh rồi ra ngồi nấu cơm ăn gì cảm giác nó thật là thực sự nó thích thú ghê luôn. Mát trời ha, không trời thì mình gọi là không có mồ hôi luôn á cả nhà. Mát hoài. Do bất đó rồi thêm cái nước ngập từ sáng thức dậy là vòng nhà bà ngoại ngập hết rồi, ngập vô tới nhà luôn. Tới cái sàn nước luôn. Đi chân không trong nhà không đó. Như cả nhà thấy nè, nước nó ngập lé đé lên cái tới cái mí những cây dừa luôn nè cả nhà nè. Nó ngập tới cái sàn nước mình là nó nằm sát gần sát mí luôn. Nếu mà Út không có chán cái đường, Út Thiện không chán cái đường đó là nó ngập lên cái đường mình đi ra đó. Đúng rồi. Cô Tiên đâu có để xe đó được. Đúng rồi. Cô Tiên chuẩn bị tiền trả lại cho Út kìa, Út cho mướn cái đường chạy xe ra đó. Nè trả vòng đó nè, bữa trả vòng đây lạng về luôn à. Chừng nào chín cơm cái cha kêu con kêu mọi người ăn cơm nha. Xào cái phần tôm xong, trong khi chờ đợi cái phần cá cho nó thấm gia vị á, cho phần tôm xong vô. Em xào cho nó vừa chín khoảng 80% con tôm, nó vừa chín tới gì đó, nó còn ngọt. Rồi bắt đầu nó gần chín tới rồi nè. Bắt đầu nó cháy ra rồi đó. Mình chưa có cho gia vị vô đó, bởi vì mình không xào là nó sẽ bị khét, cắt dầm. Mình nhúng nhẹ trong đây. Ừ, em có nhúng nhẹ, một xíu đường với lại một xíu nước mắm. Rồi, em tắt lửa. Thơm phức. Thơm phức luôn. Nhìn nó ngon ha. Rồi, cho nó nguội nguội tí xíu đi. Rồi, để nó khét cái dành. Ồ, bắt đầu sôi rồi. Em cho mấy trái me vô để luộc. Luộc mình luộc lấy đồ chua. Me này vàng. Canh chua me tươi thì mình ăn nó sẽ có vị thanh hơn. Đó giờ em mới, bữa nay là bữa đầu tiên ăn cá sặc gần mà kho tiêu. Hai đứa mở miệng là anh cũng y gan, anh dự định nói vậy đó. Cá sặc gần mà làm khô á thì mình cũng có ăn. Nhưng mà cá sặc gần tươi còn sống mà để kho tiêu gì thì bữa nay là bữa đầu tiên. Trước khi mua thì mình cũng có hỏi là cô ơi cá sặc gần này mình sẽ về làm món gì, thì cô có nói là chiên nè, chiên được hả ba? Rồi mà cô không có nói món kho nha.
chiên với cái gì đó mà mình anh quên rồi. Chiên với làm khô với gì ta? Cô nói nhiều quá, nói tiêu. À. Cái mình mới hỏi là kho tiêu ăn được không? Nói, ngon lắm. Đại vậy chiên ăn hơi hao. Nó cũng hơi mắc. Hồi nãy có trứng điều không em? À, có 3 4 con có nè. 6 con mà được 3 4 con là ok. Mình tiến dầm me để tí xíu nữa mình lượt mình cho vô nồi canh chua. Bữa nay không có anh Khải, mẹ đang ngồi hỗ trợ đâm muối ớt. Gần Noel nè, gió lạnh lạnh nè. Lạnh lạnh đâu, anh thấy sáng là lạnh luôn á chứ không còn lạnh lạnh nữa. Chừng nào mà cái ngày nào mà anh mở mắt ra nha, mà anh cảm thấy lạnh nhất á, ngày đó là ngày Noel đó. Hồi đó trời, Noel là lô tô, bắt đầu lô tô đầu xuống. Hồi xưa là hồi lúc mà nhỏ 4, 5 tuổi, 5, 6 tuổi rồi đó, như tin gì đó là có đồng lô tô, gánh hát, rồi cái gì chơi, cái gì chổi banh gì nè. Hiểu rồi. Cái gì đúng không? Rồi phóng tiêu, bong bóng rồi ha, bắn súng rồi. Rồi thả cái trái banh xuống, chỗ rắc. Nào là ăn mì đó, chúng được mấy gói mì đó. Không, cái cặp đường sẽ có người dân bán dụ chả chiên, rồi bánh xèo, bánh cháo rồi đó bạn. Thường thường là vậy ha. Thời đó mà nói Noel là biết bán gì không? Mấy cô trong shop sầu ra bán bánh gì của người Khmer ta, bánh ống lá dứa, rồi cái bánh gai gai gì nè, rồi bánh ấu nè, đậu phộng luộc. Ấu xiên đúng không? Dạ, ấu xiên đó, ấu xiên vô sốt dừa đó, đậu phộng luộc. Bẻ 2, bẻ 3 vậy nè. Ăn nó thơm. Nằm giống thấy mát quá hả Nhân hả? Cậu này mà ăn cơm vô cái bụng no, cái mắt trùng xuống là nằm giống đó, ngủ cái là như đạn luôn đó. Bà ngoại đang treo mấy cái chậu bà lên. Nó bị thiếu nước hả mẹ? Dạ. Mấy cái dây chầu bà này là nó dễ sống dữ dằn lắm. Nhiều khi mình để biết bao lâu luôn vậy mà nó... Nãy thì hai đứa mình có quay cái lúc mà nấu canh chua cả nhà. Nhưng mà cái thẻ nhớ nó bị lỗi á. Nó mất tiêu cái file đó rồi. Nếu mà canh chua thì đã chín xong rồi. Giờ thôi mình múc ra gia đình chuẩn bị ăn cơm luôn cả nhà. Ngon quá luôn. Rồi sáng nay gia đình mình có nấu canh chua với lại cá kho. Mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình ha. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Thôi mời cả nhà ăn cơm với một phố quê hương nha. Thank you.
chua rồi, bông điển nhẫn nhẫn ngon ha. Dạ. Yeah. Canh chua nó có vị nhẫn nhẫn không? Không, Út nói lắm mà cá sạc ngang bảo đảm mới ngon hơn. Không, cái suy luận của Út là thấy nghe là chính xác liền ha, có lý liền ha. Ừ. Dễ lắm. Dễ nữa, thơm nữa. Giờ sạc răng ha. Dạ. Dạ. Cá mình mua cá sống vậy thì 90 ngàn ký á cha. Còn khô thì nãy nghe mày nói tầm 200 mấy vậy. Ừ, chắc bảo 400 à, 400 này. Con nghĩ không 300, 350. À, con thợ theo em biết thì nó tầm 300 mấy. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Cháu quy từ cá tươi ra qua 3 ký rưỡi 1 ký đó. 3 ký rưỡi cá tươi hả cha? 2 ký rưỡi. 3 ký rưỡi. Dạ. Tại vì con thấy đăng trên mạng nó bán 1 ký lô á là khoảng 10 con. 10 con 12 con thì cái này mình ký 6 con. Thì 2 ký và 2 ký rưỡi là nó sẽ ra bằng mấy con. Dạ. Mà trước giờ cá sặc gần á thì mình nghe khô cá sặc gần nhiều ha. Ừ. Còn để ăn cá tươi này thì cũng mới ăn lần đầu kho tiêu này. Con nói là 9 con hả? 6 con. Này 6 con ký tươi. Thì cái kia là khoảng 12 con, là khoảng 2 ký rưỡi. Tại vì có thể là người ta làm ướt hơn mình làm á cha. Ừ. Mỗi thời có lóc mà mỗi cái miếng sứ còn khải còn bông được. Khổ. Công nhận xong Gò Quao mình, cái chợ Gò Quao mình á, bán tôm sông này nhiều thiệt. Ở Sóc Giang là không thấy luôn á, đi chợ là không thấy. Là nó bắt ở sông Gò Quao mình luôn hả anh hai? Hình như bắt ở sông cái đó luôn đúng không? Bắt sông rồi, sông nào, người ăn, cái này cũng ra, người ta đi bắt mình nữa. Tôm giòn hả bác? Nó cái đầu nó mà. Tôm giòn. Mình với đầu nó cân đối lắm chứ không phải như ca tôm xanh. Để không lớn không? Không cái không có tôm trú hả? Lọc con nước. Quên Út, cá sặc gần Út dễ thứ ăn nó xương dữ không ta? Nó có xương nhỏ gì không? Không có xương nhỏ. Dạ. Thơm, thịt không ngon. Nhé bữa đó xiệt đâu mà thấy ao, thấy quá rồi. Dạ. Cửa tôm đó. Dạ luôn đi. Trong vuông mẹ. Vuông nghe hả? Dạ vuông của bà chị. Nó không có xương con hả cha? Nó không có xương con ha. Xương có rô rồi. Dạ. Đây. Ớt xương không? Không có xương đâu quá. Không có nhiều đâu quá. Ừ, hạt tiêu ngon, thơm chả. Mà ăn thơm được không? Dạ. Dạ không? Được con nhỏ nữa. Miếng ra tay đó. Rắn con ăn nhỏ luôn à? Ừ. Ăn vỏ luôn á thì nó sẽ giòn hơn. Giòn hơn. Anh ăn tôm chỉ bỏ cái đuôi thôi. Với dạ. Cái đầu cái gai thôi. Sợ. Bên chị chứ. Im. Cái nước im luôn á. Dạ. Cái tỉnh luôn. Hút cái tỉnh. Bông miên điển ăn ngọt hơn xu đũa. Ngọt hơn hả cha? Ừ. Xu đũa thì con nghĩ là nó sẽ có độ giòn hơn bông miên điển này. Nhưng mà nấu dạ. Thì đó con nấu một lần con không nhớ. Dạ thì xu đũa tím hả cha? Rắc nó không là hơi ăn hơi nhẫn nhẫn nha. Dạ. Cái này cũng có độ nhẫn nhưng mà chắc nó nhẹ hơn cái xu đũa. Nhẹ hơn. Đem cái hai nồi cơm luôn hả anh Tiến? Hai nồi cơm luôn. Dạ.
Nè con lấy nè. Nhiều quá chứ. Không có rau của mẹ dưới. Út Nhân sao mà cuối tuần về mẹ nấu lần hai nồi cơm dưới Út Nhân. Chứ anh nhớ thường ngày là mẹ nấu có một nồi một đó. Mà cái này mới ăn được. Ăn được hả? Ừ. Không, nhiều khi mình đi làm á, lúc trước thì cưng ở nhà cưng, ví dụ mình ít vận động á nha, nhiều khi mình ít đói, xong mình đi làm mình phải ăn mới có sức khỏe để mình đi. Cha dũng luôn, uống được ba chén rồi. Cha hả? Ngày trước mấy chén cha? Nhân lọc vỏ hả Nhân? Lọc. Thì ăn nguyên luôn. Ăn nguyên luôn giòn. Nguyên giòn. Thì bỏ cái đuôi. Giải nhiệt chút. Hai chén đầy rồi. Mà hấp canh vô giải nhiệt chưa? Được tiếp. Dễ cá ăn nếu còn kiểu. Cá ăn trời, cá ngon nè. Cá ngon á. Không, nếu mà như mình thấy ngon mà 90 ngàn đâu mất. Ừ. Cá thì cá nhiều không? Giờ cũng cả 100 ngàn rồi. Ừ. Mà con cá này đâu phải chợ nào cũng có bán hết ta. Anh nhớ là chợ Sóc Giang là không có rồi đó. Không có đâu. Mắc quá. Dạ, với nó thì cũng hiếm nữa. Chắc nó hiếm. Không có dịp mình gặp hay có dịp để gặp để thấy chứ nó không bán thường xuyên đâu. Có gì chưa bán. Nó nghĩ là hầm nó người có vấn đề. Đem ra bán có độ. Ừ. Bán bà lớn người ta bán rồi, đồ để bà lớn nữa. Dạ, để lớn nó làm cô. Nó bán bà lớn rồi đó nè. Hàng nè. Rồi. Vậy là con thấy vừa ăn. Thì con bé lớn thì vừa ăn. Nếu mà bự quá thì bán nguyên trăm mấy ký thì ở đây mình người dân mình ngán tiền nó mua nổi. Vừa vừa vậy bán 90 ngàn là vừa mua. Với nghĩ nuôi cá sập gần này là người ta bán cho những chỗ làm khô. Kinh tế nó mới cao. Cho nên nó bán tươi lắm.